Xin chào các bạn, tôi là Dan Christian Brink, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Chúng ta đều biết đại dịch COVID-19 đang tác động tiêu cực đến hàng triệu người, đến nhiều nền kinh tế và nhiều xã hội ở khắp mọi nơi, trong đó có Việt Nam. Hôm nay tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn đến mọi người Việt Nam đang ở tuyến đầu chống dịch. Công việc của các bạn đang cứu sống rất nhiều người. Tôi cũng muốn tuyên dương chính phủ Việt Nam đã rất xuất sắc khi đương đầu với đại dịch COVID-19 và vẫn đang tiếp tục chủ động hợp tác và minh bạch trong việc chống dịch. Hoa Kỳ luôn ủng hộ Việt Nam trong trận chiến này. Ngay từ những ngày đầu của cuộc khủng hoảng, đội ngũ cán bộ nhân viên y tế của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cũng như Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đã hợp tác với chính phủ Việt Nam trong việc kiểm soát và ứng phó với những diễn biến của dịch bệnh COVID-19. Trong 20 năm qua, chính phủ Hoa Kỳ đã dành hơn 706 triệu đô la Mỹ trợ giúp Việt Nam trong lĩnh vực y tế. Chính phủ Hoa Kỳ cũng có trợ giúp đáng kể về kỹ thuật trong thập kỷ vừa qua nhằm giúp Việt Nam ngăn chặn, phát hiện và ứng phó khẩn cấp với các bệnh lây nhiễm. Như tôi vừa nói, công việc này vẫn đang tiếp tục và đã giúp tạo dựng mối liên hệ giữa đội ngũ nhân viên y tế của Hoa Kỳ và Việt Nam để chúng ta cùng nhau chống lại dịch bệnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục công việc quan trọng này, không chỉ trong thời điểm đại dịch COVID-19 đang diễn biến, mà còn cả sau đó khi dịch bệnh được khống chế. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang sát cánh cùng chống lại COVID-19 ở Việt Nam bằng một cách khác. Toàn thể nhân viên phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ, trong đó có tôi, đang làm việc ở nhà nhiều nhất có thể theo khuyến cáo của chính phủ Việt Nam, cũng như Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ. Đó là cách chúng tôi đang làm, nhằm hạn chế tối đa sự lây nhiễm của COVID-19 ở Việt Nam. Tôi biết chúng ta đang ở trong một giai đoạn rất khó khăn, và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi mong tất cả các bạn luôn mạnh khỏe và bình an, các đối tác luôn sát cánh bên nhau, và Hoa Kỳ luôn luôn sát cánh cùng Việt Nam. Cảm ơn các bạn.